Xin chào tất cả mọi người, mình là Yến Chi. Và rất vui được gặp lại các bạn tại kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Những bàn thắng phá vỡ mọi định luật vật lý, Son Heung-min có biệt danh là Sonny. Và trong trận đấu giữa Tottenham và Burnley, anh đã hóa thân thành Sonic, con quái vật tốc độ trong các tựa game và hoạt hình. Có bóng từ phần sân nhà, Son Heung-min bứt tốc vượt qua 8 hậu vệ đối thủ, hoàn thành quãng đường 73m để tạo ra tình huống đối mặt thủ thành Burnley. Và không có bất kỳ cơ hội nào để Bobby có thể cản phá. Một bàn thắng để đời của Sonny. Và hãy cùng Mr. Zero điểm qua những bàn thắng phá vỡ một định luật vật lý. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều ngôi sao ra đời mang theo những siêu phẩm tuyệt đẹp. Ta có những cú đánh đầu tuyệt hảo với ngón nghề trực thăng lên thẳng của Ronaldo, những cú đảo chân như răng lạc của Neymar, những pha rê dắt bóng thần sầu của siêu sao Messi hay những cú volley xé tan mảnh lưới đối thủ của Zlatan Ibrahimovic. Nhưng Mr. Zero dám chắc rằng video dưới đây sẽ làm thay đổi mọi suy nghĩ về cách tạo nên một bàn thắng của các bạn đấy. Hãy cùng xem qua những bàn thắng phá vỡ mọi định luật vật lý mà chúng tôi đã tổng hợp ở dưới đây nhé. Từ khoảng cách gần 55m, Messi chạy nước rút đến gần khung thành chỉ mất khoảng thời gian là 11,4 giây và không để vụt mất cơ hội, chỉ tốn chưa đến 2 giây, M10 đã tung ra một cú sút cửa lòng, bóng đi một cách đầy khó chịu, khiến thủ thành đội bàn không thể cản phá. Đây là một trong những pha ghi bàn khó tin mà La Bulga đã xác lập. Và đá phạt của anh chàng áo xanh này như một màn đùa giỡn vậy. Cách mà bóng đi, không chỉ thủ môn mà tôi dám cá là những ai có mặt trên sân lẫn khán giả xem truyền hình đều bất ngờ đến kinh ngạc. Và có vẻ như anh chàng tiền vệ áo xanh đã có sự trợ giúp từ những cơn gió giúp đường bóng của anh bị đổi hướng, khiến thủ môn đội bạn bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Trong một trận đấu khá khó khăn trước chủ nhà Red Bull Salzburg, huấn luyện viên Klopp đặc biệt ấn tượng với pha lập công của Salah. Anh đánh bại thủ môn Sinan Stankovic và tung cú dứt điểm ở góc hẹp bằng chân không thuận, ấn định tỷ số 2-0 của Liverpool trước Red Bull Salzburg tại vòng bảng Champions League. Đón đường chuyền xa từ người đồng đội, cầu thủ Arsenal đã vượt qua hàng hậu vệ của Newcastle bằng kỹ thuật Bolt and Run điêu luyện. Cầu thủ số 10 dùng mũi giày nhích nhẹ vào bóng, sau đó chạy qua đối thủ và nhận bóng sau người họ, nắm bắt cơ hội ghi bàn thắng cho đội mình. Chân sút Dries Mertens của Napoli đã có một pha dứt điểm cực kỳ táo bạo nhưng cũng hết sức tinh tế vào lưới Torino trong một trận đấu giữa hai đội diễn ra ở mùa giải 2017-2018. Nhận bóng từ Joe Calejon, Mertens di chuyển và quan sát thấy Joe Hart đứng sai vị trí nên đã tung ra một cú sút thẳng về phía khung thành Torino ở một góc rất khó. Ronaldo lại một lần nữa khiến cả thế giới phải trầm trồ thán phục trước cú bật nhảy cực khủng để ghi bàn ấn định chiến thắng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận đường tạt bóng của Alessandro để đánh đầu ghi bàn cho bà đầm già. Theo thống kê sơ bộ ở cú bật nhảy của Ronaldo, đầu anh tiếp xúc đáy bóng ở độ cao 2m56 so với mặt đất, trong khi bàn chân của anh cách đất 71cm. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ở trên không trong 1,5 giây. We'll be right back.
Bàn thắng khó tin của Paulo Dybala đã giúp Juventus đánh bại Atletico Madrid. Dybala đã khiến sân vận động Allianz nổ tung với pha làm bàn đẹp mắt trên chấm đá phạt. Ở góc hẹp, gần cột đá phạt góc, cầu thủ người Argentina dứt điểm về phía khung thành khiến Jan Oblak cũng phải bỏ tay. Dẫu biết chỉ là đang trong giờ tập, nhưng nhìn vào cú sút một mũi tên trúng hai đích của chàng cầu thủ kia xem, đến anh chàng thủ môn còn vỗ tay khen ngợi cho đường bóng tinh quái của người đồng đội của mình mà. Chắc chắn đây không phải là ngày của anh chàng thủ môn áo đỏ rồi. Đâu ai nghĩ cú đánh đầu đẩy bóng ra xa của anh chàng lại trở thành đường chuyền kiến tạo cho cầu thủ của Inter ghi bàn phải không nào? Nani là một trong những cầu thủ thành công bậc nhất lịch sử Premier League. Anh đã có khoảnh khắc để đời khi vượt qua Gaël Clichy và Cesc Fàbregas trước khi bấm bóng đầy tinh tế vượt qua tầm với của Manuel Almunia trong trận thắng Arsenal 3-1 năm 2010. Nhìn lại pha đá phạt hoàn hảo của Messi trong trận đấu với Atletico Madrid, vẫn kỹ năng đá phạt thượng thừa ấy, anh đã tạo ra một đường cong đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Atletico bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Một pha bóng thật như đùa, anh chàng cầu thủ áo đỏ đã có một đường bóng sút thẳng về phía khung thành đối thủ. Điểm gây choáng ở đây là với một lực sút nhẹ và hướng bóng dễ nhận biết như vậy thì không khó để bắt trúng phải không? Nhưng không, trái bóng đột ngột nảy ra khỏi đường đi, nhảy qua đầu thủ môn và bay thẳng vào lưới. Như thể có một thế lực vô hình nào đó đã nhấc bổng trái bóng lên vậy. Trong trận đấu giữa PSG và Bastia tại Ligue 1, Ibrahimovic đã thực hiện một động tác đẹp mắt kiểu võ thuật và đánh góc ngay trên không trung tuyệt đẹp mang về bàn thắng cho đội bóng thủ đô Paris trong sự bàng hoàng của toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Gareth Bale đã dội gáo nước lạnh cho Liverpool với cú ngã bàn đèn ngoạn mục trong trận chung kết Champions League. Cầu thủ người xứ Wales đã thực hiện cú xe đạp chống ngược cách khung thành thủ môn Loris Karius 13,7m. Sau đường chuyền của Marcelo, bóng đi theo đường cầu Âu khiến người gác đền của Liverpool hoàn toàn bất lực. Cầu thủ áo xanh đã có một pha xử lý đầy thông minh trước tình huống lao vào cản pha bóng quyết liệt của thủ môn đầu bạn. Anh chàng đã có pha nhào lộn đẳng cấp và đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai đang có mặt trên sân.
Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của cầu thủ áo trắng này. Sau khi anh sút hỏng một pha đá phạt, bóng va vào khung thành và bật ngược ra ngoài. Tưởng đâu hy vọng ghi bàn đã kết thúc thì anh chàng lợi dụng cơ hội đó tung một cú đánh đầu mạnh mẽ, đổi hướng di chuyển của trái bóng khiến thủ môn đội bạn bất ngờ không cản phá nổi. Trong trận đấu giữa Real Madrid và Tenerife ở cúp nhà vua năm 1998, hậu vệ Roberto Carlos đã ghi một siêu phẩm để đời. Ở pha lên tham gia tấn công, Carlos nhận bóng do đồng đội tỉa súng, bóng đi hơi mạnh khiến huyền thoại người Brazil chạy hết tốc lực mới đuổi kịp. Ở sát đường biên ngang, Carlos tung cú vút má ngoài chân trái, quả bóng đi căng, lượn theo hình vòng cung và bay vào lưới Tenerife trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt trên sân. Theo tính toán, siêu phẩm của Carlos vào lưới Tenerife ghi được ở góc 0,8 độ. Có phải nếu không có người ghi lại những khoảnh khắc này thì có lẽ chúng ta sẽ không tin là nó có tồn tại phải không nào? Pha nhào lộn ghi bàn tuyệt đỉnh, những cú sút xoáy tạo đường vòng cung làm khó những thủ môn bậc nhất khi mà điều kiện sút bóng gần như bằng không với những góc đá hẹp hay những màn đánh gót ghi bàn một cách đầy điều nghệ. Đâu là bàn thắng mà bạn ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở bên dưới một bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!